Cô chào mừng các em đến với tiết đạo đức lớp 2. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 10 Kiềm chế cảm xúc tiêu cực tiết 1. Để bắt đầu cho tiết học, cô chờ chúng ta cùng nhau khởi động nhé các em. Các em hãy quan sát tranh và cho cô biết bức tranh vẽ gì? cảm xúc của các bạn trong tranh như thế nào vì sao em biết các em hãy dành thời gian để quan sát tranh nhé và đưa ra câu trả lời của mình nào qua quan sát tranh thì ai cũng trả lời được rằng trong tranh có hai chị em phải không các em người em đang có cảm xúc vui vẻ khoái chí vì dùng những cây viết mau để vẽ lên quyển vở. Còn người chị thì như thế nào nè? À đúng rồi, người chị đang tức giận và nói rằng Sao em vẽ vào vở của chị? Và vì sao chúng ta biết điều đó vậy các em? À chúng ta nhìn vào biểu cảm trên gương mặt cũng như hành động của mọi người phải không nào? vậy chúng ta thấy rằng dựa vào biểu cảm nét mặt cử chỉ điệu bộ thì chúng ta có thể đoán được cảm xúc của người đó phải không các em vậy cảm xúc là những điều mà chúng ta có thể quan sát được có thể nhận biết được phải không nào và các em hãy kể lại một tình huống khiến em tức giận đi nào dựa vào bức tranh gợi ý thì chúng ta thấy được rằng bạn nam đang tức giận với bạn nữ phải không các em và bạn ấy đã nói gì đúng rồi bạn ấy đã nói rằng tớ không chơi với bạn nữa còn tình huống của các em là như thế nào trong cuộc sống đôi lúc chúng ta gặp những trường hợp khiến cho chúng ta tức giận phải không các em ví dụ như bạn lỡ tay làm rách vỡ của mình nè hay bạn làm bực văng lên áo của mình hay bạn hiểu sai về mình làm cho mình cảm thấy tức giận phải không các em và khi đó em đã có lời nói hành động như thế nào các em hãy chia sẻ cho cô và các bạn nhé khi chúng ta tức giận thì chúng ta có khi không kiểm soát được lời nói chúng ta sẽ nói lớn tiếng nè và có khi có những hành động không hay phải không các em? Ví dụ như hoa tay chân, rồi đập bàn, hay quăng những quyển sách quyển vở, vân vân. Em hãy nêu cảm nghĩ của em về lời nói hành động của em lúc đó. Có lẽ là sau khi hết giận thì chúng ta thấy được rằng lời nói và hành động lúc đó của chúng ta chưa hay phải không các em? vậy các em suy nghĩ chúng ta nên làm gì đúng rồi chúng ta nên làm chủ được cảm xúc giúp chúng ta cảm thấy thoải mái và bình tĩnh để ứng xử phù hợp trong cuộc sống vậy chúng ta cần làm gì và làm như thế nào để làm chủ được cảm xúc thì cô trò chúng ta cùng nhau tìm hiểu qua bài học hôm nay nhé Ở hoạt động 1, các em hãy nêu hoặc thể hiện bằng ngôn ngữ cơ thể, vẻ mặt, hơi thở, suy nghĩ, cử chỉ khi em buồn chán, sợ hãi, thất vọng, tự ti, tức giận. Mỗi một trạng thái cảm xúc thì có những biểu cảm khác nhau phải không các em? Mà người khác có thể nhận ra và phán đoán được. Do chúng ta không thể gặp lại nhau nên không thể biểu cảm bằng những ngôn ngữ cơ thể được. do đó cô có một số hình ảnh, các em hãy nhận ra các cảm xúc nhé. đây là cảm xúc gì vậy các em? hãy quan sát thật kỹ tranh và đưa ra câu kết luận nào? đúng rồi, đây là cảm xúc tức giận. khi tức giận thì sao nhỉ? mặt chúng ta có thể đỏ bừng lên và mặt mày cao có, phải không các em? Đây là một cảm xúc tiêu cực mà chúng ta cần hạn chế nhé. Còn đây là cảm xúc gì vậy? Và các bạn đã đưa ra câu trả lời, đây là cảm xúc buồn chán. Và cảm xúc này cũng là một trong những cảm xúc tiêu cực nhất các em. Còn cảm xúc này là gì? À, các em nhận ra được rằng đây là cảm xúc sợ hãi. Các em giỏi lắm. Và cảm xúc này cũng là cảm xúc tiêu cực. Còn đây là cảm xúc gì vậy các em? Đúng rồi, cảm xúc thất vọng còn qua bức tranh này thì các em cảm nhận được cảm xúc của bạn nữ này như thế nào đúng rồi bạn đang cảm thấy tự ti phải không các em có thể là bạn đang tự ti về hình thể của mình về khả năng của mình vân vân vậy chúng ta thấy được rằng mọi cảm xúc của chúng ta mọi người có thể quan sát và hiểu được do đó để mọi người không bị cảm xúc của chúng ta chi phối thì các em nên lựa chọn và thể hiện các cảm xúc tích cực nhé bởi vì cảm xúc tích cực lúc nào cũng mang đến sự dễ chịu thân thiện và vui vẻ do đó chúng ta nên lựa chọn những cảm xúc tích cực còn nếu như cảm xúc tiêu cực thì chúng ta làm thế nào để vượt qua Cô trò chúng ta cùng nhau tìm hiểu và nêu những cách kiềm chế cảm xúc tiêu cực của các bạn trong tranh nhé. Các em hãy quan sát tranh 1 đến tranh 6. Đây là một trong những cách mà các bạn tìm đến để kiềm chế cảm xúc tiêu cực đấy các em. Các em hãy quan sát tranh từ 1 đến 6 cho biết các bạn trong tranh làm cách nào để kiềm chế cảm xúc tiêu cực khi tức giận buồn bực em làm thế nào để giải tỏa cảm xúc để kiềm chế cảm xúc tiêu cực không phải là một việc dễ biết cách kiềm chế cảm xúc tiêu cực là một trong những cách làm cho cuộc sống của chúng ta tươi đẹp hơn nhưng chúng ta phải biết cách làm thế nào để kiềm chế cảm xúc tiêu cực các em hãy quan sát tranh một và đưa ra lời nhận xét nào bạn nam của chúng ta đang làm gì vậy các em à có bạn nói rằng bạn ấy đang mỉm cười và nhắm mắt lại để xua tan cảm xúc tiêu cực còn có bạn thì nói rằng bạn nam đang hít thở thật sâu vậy một trong những cách để kiềm chế cảm xúc tiêu cực là hít thở thật sâu còn ở tranh 2 thì sao các em? Để kiềm chế cảm xúc tiêu cực thì chúng ta làm gì? Quan sát tranh thì chúng ta có thể nói được rằng hai bạn trò chuyện vui vẻ với nhau. Vậy để xua tan đi cảm xúc tiêu cực thì chúng ta tìm cách nói chuyện với các bạn một cách vui vẻ. Chúng ta quên đi cảm xúc tiêu cực đang hiện hữu trong chúng ta nhé. Còn ở trên ba này thì sao? À, ai cũng trả lời được rằng bạn nam chơi thể thao. Vậy một trong những cách để kiềm chế cảm xúc tiêu cực là chúng ta hãy chơi một môn thể thao nào mà chúng ta yêu thích nhé các em. Sự vận động cũng như niềm vui sẽ lôi kéo chúng ta khỏi cảm xúc tiêu cực. Còn ở tranh bốn này thì sao? đây là một trong những cách mà nhiều người sử dụng đấy các em đó là nghe nhạc và trong tranh là bạn nam của chúng ta đang nghe nhạc để kiềm chế cảm xúc tiêu cực và khi âm nhạc nổi lên mọi buồn phiền hay tức giận có thể trôi đi theo những nốt nhạc phải không nào còn ở tranh năm này thì sao nhỉ À, các em thấy rằng bạn nữ chơi cùng nhóm bạn. Vậy để giải tỏa được cảm xúc tiêu cực thì chúng ta nên tìm đến những nhóm bạn. Chúng ta có thể trò chuyện vui vẻ. Lúc này chúng ta sẽ kiềm chế được cảm xúc tiêu cực với các em. Còn ở tranh sáu này thì sao nè? À, bạn nữ chúng ta đang viết nhật ký phải không các em? Việc viết nhật ký cũng là điều mà chúng ta hạn chế được cảm xúc tiêu cực đó các em. Và theo nghiên cứu thì người ta nhận ra rằng khi viết ra được những điều mà chúng ta suy nghĩ lên trang giấy thì mọi u phiền buồn bực có thể giảm đi bởi vì chúng ta đã giải tỏ được cảm xúc của mình. Vậy viết nhật ký là một trong những cách để kiềm chế cảm xúc tiêu cực với các em. Vậy qua cả 6 bức tranh chúng ta thấy rằng để kiềm chế cảm xúc tiêu cực mang đến sự thoải mái và giải tỏa tâm lý cho chúng ta thì chúng ta có thể hít thở thật sâu vào trò chuyện với bạn chơi thể thao nghe nhạc chơi chung cùng nhóm bạn hay viết nhật ký ngoài ra còn có những cách khác nữa phải không các em vậy các em hãy kể thêm những cách kiềm chế cảm xúc tiêu cực mà em biết đi nào ví dụ như bạn nào có năng khiếu vẽ tranh các em hãy vẽ một bức tranh mà mình yêu thích hay có thể đọc một quyển truyện có thể ra vườn tưới hoa vân vân như vậy chúng ta thấy rằng những cách kiềm chế cảm xúc tiêu cực như hít thở sâu thả lỏng cơ thể trò chuyện với bạn chơi thể thao nghe nhạc chơi chung cùng nhóm bạn viết nhật ký đi du lịch đi ăn uống dọn dẹp nhà cửa vân vân ngoài ra bản thân mọi chúng ta cần phải can đảm nhìn vào mắt người đối diện khi giao tiếp không nên lãng tránh vượt qua sợ hãi và cố gắng làm mọi việc hãy can đảm thử sức mọi trường hợp lĩnh vực tự tin khám phá những điều mới lạ vậy tùy theo sở thích và đặc điểm tâm lý của mọi người mà chúng ta nên chọn những cách phù hợp để kiềm chế cảm xúc tiêu cực nhé các em cảm xúc tiêu cực ở mỗi người là có nhưng tùy theo cách mà chúng ta lựa chọn để kiềm chế thì chúng ta sẽ có được một trạng thái tâm lý tốt nhất để vượt qua những cảm xúc không đáng có nhé các em và nếu như chúng ta làm được những điều đó thì cuộc sống của chúng ta trở nên vui tươi nhẹ nhàng và thoải mái hơn bởi vì tất cả mọi chuyện đâu sẽ vào đấy phải không nào và bài học của cô đến đây là hết rồi cô xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau nhé